hai đứa mới dời qua khu Mỹ Phước 2 để sống. Thì sau khi mà dời qua Mỹ Phước 2 thì chú Lê Văn Phượng này thì lại còn đe dọa thêm nữa. Thì lúc đó là mẹ của em đã nghe nhiều cái điều mà xấu rồi, nên là cảm thấy là con mình không an toàn nên là muốn chia tay. Thì sau khi mà chuẩn bị chia tay thì chú lại nói là nếu mà chia tay á thì chú sẽ quậy cho gia đình em là vào rừng sống để cho những người hàng xóm đó là ghét luôn, và hăm dọa là hai tụi em ở đâu là sẽ Em thì anh nãy kêu bỏ lại. Bỏ chưa? Bỏ gọi nó anh nãy cầm máy đó. Với lại là cái chuyện chú Lê Văn Phường này điện về muốn xúc mẹ miệng nó em hoài. Ở hàng xóm đó. Em muốn bây giờ anh đi làm. Bây giờ anh giữ tiếp em. Bây giờ anh nói lại em một lần nữa tất cả những bài viết đó. Bỏ gọi nãy số đó. Em phải gỡ toàn bộ không được bài viết nãy nào. Nó bỏ máy nãy luôn đó. Nha. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai này ngay lập tức ngay bây giờ em phải xin lỗi người ta và gọi điện cho gia đình và đặc biệt là cho bạn gái của em trước ngày xưa. Em có lời nói làm sao để cho người ta đồng tình, người ta thoải mái. Mà chẳng còn gọi em, chú nè với Vũ nè. Từ giờ chú nóng đúng không, chú lỡ đăng đúng không. Giờ bên hiệp sĩ anh Hải kêu xuống đây đúng không. Giờ tôi bậy đúng không, giờ tôi xin lỗi hai đứa. Đây lên là của ai nói việc này, nó làm của ai nó tới đây. Rồi hiện nay em phải xin lỗi gia đình người ta nữa. Gia đình người ta sẽ xem cái đó, này. Giờ đó. Bây giờ tôi nói là lỡ chú Tư nè. Chú Tư nè với Ngà nè, bồ tôi đúng không. Chú Tư nè, từ giờ tôi lỡ nó thua lỗ là tôi đăng lên tôi trên mạng xã hội đúng không. Tôi chửi đúng không. Từ đây tới đó tôi không được coi ấy xì bạm nữa. Tôi xin lỗi lần này luôn đúng không. Xuống đây tới hiệp sĩ của anh Hải đây. Rồi các anh em làm chứng nha. Rồi có anh em làm chứng của anh đàng hoàng. Anh nói đàng. Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị. Và nó là rất nhiều cái câu chuyện phải nói là thực sự rất đau lòng. Đến giờ phút này cũng gần trưa rồi, anh em giải quyết là vẫn rất nhiều việc, nhưng đến giờ phút này đây một cái câu chuyện là thực sự là không giúp thì không được, mà giúp thì thực sự là cũng rất phiền. Bởi vì anh em ở đây mục đích chính là để giúp mọi người chứ không phải là để gọi là nói xấu hay là bôi nhọ những trường hợp khác. Ở đây bênh là bênh sự thật mà bênh cái đúng chứ không bênh cái việc sai trái. Vì vậy đây là cái câu chuyện, hiện nay cái câu chuyện nội bộ gia đình hiện nay của hai gia đình, của hai thành viên. Đến giờ phút này về đây nhờ anh em phải chỉ Bình Dương ghi hình, đăng tin. Nó thực sự cái câu chuyện là thực sự khó, cũng phức tạp. Bởi vì rất phức tạp cho nên là anh em cũng không, thực sự cái câu chuyện giải quyết cũng rất khó. Rồi câu chuyện nhà thực sự là để cô chú anh chị không chờ lâu nữa, theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Em tên gì? Phường. Hả? Lê Văn Phường. Lê Văn Phường, em Phường ở đâu? Ở đây Bến Cát à? Bến Cát hả? Dạ. Rồi, ok. Em hôm nay thì em biết là cái câu chuyện gì không? Thì câu chuyện lúc đầu nó ở chung là với em đúng không? Là ai? Ai ở chung? Mấy vợ này nó ở chung em dẫn lên đưa vô làm đúng không? Đưa vô làm. Thì ví dụ như mâu thuẫn, ví dụ gì nó đi, bỏ nó đi, nó quen này đúng không? Thì nó qua bên kia nó ở, mới quen đầu tiên thì vô nó ở đúng không? Em nói chuyện từ từ thôi, nói... Qua đỡ thì em mới báo về nhà đúng không? Nó đi như vậy đúng không? Rồi nó chửi em là thằng cu Hồng nghèo khổ, em có đỡ cho anh hiệp sĩ Hải nãy coi đó. Gỡ từ thực tế cho nó nhiều đó. Nó chửi em. Đúng không? Ai chửi? Nhỏ đó đó, nó chửi em báo nhà. Dầu thì em có tức quá, đúng không? Nó chửi này nọ, nó tức, nó đi, nó nghỉ đi, nó nói là nó em quen mẹ nó, đúng không? Nó cấm này nọ, nó không cho, nó nói ủa mẹ với chú không quen nữa, xong rồi hình còn đẩy thanh diện nó nói vậy. Lúc mà hai đứa thương quen, cho Bình Dương chụp cái chỗ ô bác đó, đăng lên, đó, nói cho anh nghe. Rồi xong, nó đi chỗ khác ở, đúng không? Nói nọ, em có tức, em đăng nó gặp cho chết mẹ, em đăng nó tin trong đó, nó xong gì gặp nó. Này nọ, chửi em đó, nó chửi. Có nghĩa là em á, là trước đây, là em quen mấy mẹ bé gái này. Đúng. Đúng không? Quen lâu chưa em? Tính ra lâu rồi cũng giáp năm đó, Tết này là giáp năm đúng rồi, mà chưa trước Tết thì nó lu bu đó, không tháng mấy, hai tháng đó. Hai tháng mấy đi. Rồi sau đó giờ mình không quen nữa đúng không? Đúng rồi. Em quen nữa. Và trước đây là em có xin việc cho bé này làm việc. Em xin lên chỗ này qua chỗ kia, chỗ làm được em đưa chỗ khác làm luôn, cho thêm cả thằng này luôn. Vậy là em có xin việc cho có luôn. À, em lo hết. Gọi là con của bạn gái đi. Đúng rồi. Nói như thế dễ hiểu hả? Đúng rồi. Vì lý do là mâu thuẫn cho nên là đến giờ phút này câu chuyện là xảy ra xích mích này, em không quen bạn gái nữa đúng. Sau đó là hai bên là chửi nhau và thách thức nhau. Yeah. Sau thách thức nhau nhưng mà em có đăng thông tin hay hình ảnh của người ta lên mạng xã hội để em mục đích chính là để em làm gì? Không phải em tức em đăng cho mọi người biết, đúng tại vì nó bình luận vô đưa hình em khóc đồ này nọ tùm lum chân đúng không anh? Bình luận á, đưa bình luận hình của em á, đưa vô bình luận á. Nó đưa thật tới máy em vẫn còn nè. Nó đưa vô hoài luôn á. Nó lấy hình em nó ghép vô là chữ ngoại này nọ, thật sự đấy là không có, em tức là nhiêu đó đúng không, anh bức xúc quá. Vì em bức xúc. Đúng rồi. Cho nên em mới đăng thông tin của gia đình người ta lên. Không phải gia đình đăng hình nó, với hình mẹ nó thôi, hình nó cũng không có nữa. Hình nó với mẹ nó nọ thôi, với hình con gì hình em với mẹ nó là chụp chung á đúng không? Là đăng vô thôi, nó nói là không liên quan với thằng này, không liên quan sao mà quen em đúng không? Mà chụp hình chung đúng không, nó không liên quan. Đúng không, thà nó chia tay câu dễ đúng không anh? Có nghĩa là bây giờ anh hỏi lại em này. Hai bên quen nhau là cái việc khác. Vì lý do là đó, hiện nay không quen nhau nữa là em đăng thông tin người ta lên. Đúng chưa? Đăng hình hai đứa thôi. Ừ, em đăng người ta lên, em nói làm sao?
không có nói gì, nói mày nói không liên quan với Lê Phương nè, chứ hình ai giúp này với tao có em đang là gì rồi sao nữa rồi đó, em nói em có hăm dọa người ta không? Thì lúc trước nó gặp tao đập chết mẹ em luôn á, em có nói hăm dọa. Có nghĩa là mình có hăm dọa người ta đúng không? Ừ, em nãy mình... xuống đây mới xuống mà. Nhưng mà mình đăng lên mình có làm nhục người ta không, làm bôi xấu người ta không? Bôi xấu gì thì tôi nói nó chửi em sao để em giữ gần làm gì đâu. Rồi ok, xíu nữa anh tiếp tục trò chuyện với em. Rồi xin chào hai em nhé. Rồi chào em trai, em tên gì? Dạ em Vũ. Vũ hả? Rồi chào em gái, em tên gì? Dạ em tên là Ngô Thế Di. Rồi em có thể là em cho anh mới cho mọi người biết rõ cái câu chuyện này, tại sao hôm nay mình có cuộc trò chuyện ở đây. Dạ thì ra là cái chuyện mà kết thúc giữa chú Lê Văn Phường và mẹ của em á, thì kết thúc đã lâu lắm rồi. Nhưng mà thật ra là khi mà sau khi mà hai người chia tay đó, thì chú này đưa những cái thông tin lên là quá là bịa đặt, quá là nhiều và ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình em là thứ nhất. Thứ hai nữa là về cái chuyện mà hai người quen nhau đó, thì khi mà hai người quen nhau cỡ khoảng là 1-2 tháng đó, thì lúc đó là em cũng học xong là 4 năm đại học. Thì lúc đó thì lúc đó là em lại ở nhà thì chưa có đi làm. Thì lúc đó thì chú này mới nói là thôi lên đó làm công nhân thử. Thì ý của em là tuy là mình đi học nhưng mà mình muốn trải nghiệm những cái chỗ khác nữa, nên là ở trên đó mướn trọ riêng. Nhưng mà sau khi mà ở đó là khoảng chừng 2 tháng mà cái công việc nó ổn định, thì bạn của em là Lê Quang Vũ này thì có kiểu muốn là đi vào Nam để lập nghiệp, nên là muốn vào đây để xin. Nhưng mà lúc đó thì cái công việc thì em không có biết nhiều ở trên Bến Cát, nên mới nhờ chú Lê Văn Phường này xin. Thì lúc đó thì không biết là chú có xích mích hay cái gì với Lê Quang Vũ không, nên là chú mới có nhiều cái lời lẽ giống như là đuổi không cho ở đây. Như là sau khi đó thì chú có điện về nói là hai đứa này nó ở chung gì đó. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Thì như vậy thì cho ông ngoại em cái kiểu giống như là khó chịu á, nên là mới răng đe hai tụi em. Là lúc đó thì chú cũng có một cuộc gọi, lúc đó là buổi tối, thì mới nói là bây giờ là ông ngoại mày không dạy thì để tao dạy, thì bây giờ là tụi bay, tao gặp tụi bay đâu thì tao bắn tụi bay nát đầu đấy. Thì những cái lời đó thì cảm giác như là hai đứa ở đó nó không có còn an toàn nữa, nên là hai đứa mới dời qua khu Mỹ Phước 2 để sống. Thì sau khi mà dời qua Mỹ Phước 2 thì chú Lê Văn Phường này thì lại còn đe dọa thêm nữa. Thì lúc đó là mẹ của em đã nghe nhiều cái điều mà xấu rồi, nên là cảm thấy là con mình không an toàn, nên là muốn chia tay. Thì sau khi mà chuẩn bị chia tay thì chú lại nói là nếu mà chia tay á, thì chú sẽ quậy cho gia đình em là vào rừng sống để cho những người hàng xóm đó là ghét luôn, và hăm dọa là hai tụi em ở đâu là sẽ chém giết ra đó. Rồi sau đó có nghĩa là mục đích chính là đầu tiên là trước đây người ta có tốt đúng không, và đây là trước đây xin việc cho tụi em. Cái vấn đề trước đây xin việc thì không biết có thực sự tốt hay không, nhưng mà cái lúc mà em còn ở Huế ấy, thì mẹ của người yêu em và người yêu em ấy có nhờ xin. Thì lúc đó chú là lấy những cái lý do bây giờ mà không làm theo ý chú là không có xin việc cho em, thì không biết là có thực sự có muốn xin việc em. Nhưng mà lúc đầu em vào làm ấy, cái chuyện đó em không biết, và lúc đó em rất biết ơn. Em vẫn ở chung với chú ở nhà và em vẫn dọn và nấu ăn bình thường. Lúc đó hai đứa em có ở chung là vì vấn đề như thế này. Người yêu em ấy, những cái lúc đầu em qua em chăm sóc. Và thực tế lúc mà chú đăng lên chú nói á, là mới quen có mấy ngày qua nhà trai rồi, ý là nói người yêu em ấy. Nhưng mà tụi em quen đã trước đó 1 năm rồi. Và khi mà sau khi sinh nhật người yêu em là vào 19 tháng 4 á, là lúc đó em vào đây và thấy công việc trong này nó cũng gọi là thuận lợi, và hiện như là cũng có người quen là chú Lê Văn Phường. Thì lúc đó em ra Huế lại em mới ngỏ lời với mẹ nói là con muốn vào trong này lập nghiệp. Lúc đó mẹ mới nhờ xin chú. Thì sau khi xin thì chú nói những cái lời đó. Và khi vào đây thì lúc ở chung thì chú bắt đầu gây khó dễ. Những cái vấn đề như là cái việc mà cái cầu thang đi lên gác trên là chú Nam ngủ trên đó. Nhưng mà chú kêu là cái gác, cái thanh mà để phơi áo của mình phải để ngay đó, không có được cất đâu hết. Nhưng mà lúc mà em dọn em để rất là gòn rồi. Nó bắt đầu kêu để ra đó. Xong rồi sau là cái lúc mà kiểu như là gây khó dễ nhiều quá. Và điện về em nói với mẹ, bé người yêu em ấy, có điện về nói với mẹ á. Thì những cái lúc mà đi em đi qua bên đó là em có xin, nhưng mà chú nói, chú điện về nói những cái lời khó nghe và bắt đầu đe dọa,
nói là về gọi về nói ở ngoài này kia, nhưng mà cái vấn đề là tụi em rất là bình thường đó. Rồi sau này khi mà hai đứa em mà định điểm là cái đêm đó, chú Điền chú chửi chú nói, rồi là dò tới nội hai đứa em phải đi ra ngoài ở, là vì cái vấn đề là chú nói là ngồi nhậu với bạn, xong chú nói là giờ tìm hai đứa đó gặp ở đâu bắn ở đó, còn nói cái vấn đề là tao có viên súng, tao có súng, có 3 viên đạn, bây giờ mày gặp ở đâu tao bắn ở đó. Là cái đêm đó là đe dọa tới nỗi mà bà ngoại em phải lên huyết áp, là gọi về mẹ với dưới quê đe dọa tới nỗi phải lên huyết áp đó. Là sau cái vấn đề đó là tụi em qua bên Mỹ Phước 2 sống, vì cái lúc đó là công ty em làm, cái chú Phương chú giới thiệu là công ty bên đó, là em qua bên đó sống. Thì những cái lần mà chú điện về dưới nhà chú lại liên tục đe dọa là nó ở bên đó không, tao tìm, tao canh bên đó, tao thấy nó ở đâu tao đánh ở đó. Là cái vấn đề tụi em đang rất là bình thường, nhưng không biết cái mâu thuẫn gì, chú nghĩ cái gì mà chú bắt đầu đe dọa hết em. Rồi sau đó khi mà tụi em chuyển về Sài Gòn á, thì sau một thời gian dài thì tụi em với người yêu chuyển về dưới đó làm việc, không có đại động gì đến chú cả. Rồi lúc đó mẹ thấy hai đứa em gọi là an toàn rồi, chuyển về Sài Gòn rồi, không có dính líu gì trên đó nữa, thì mẹ bắt đầu quyết định chia tay. Thì sau khi chia tay á, chú đăng cái bài đầu tiên lên, chú chửi em. Chú chửi à, à mẹ mày ở đâu, tao thấy mày ở đâu tao bắn ở đó, tao chém tao giết. Xong rồi bắt đầu đem gọi về dưới quê đe dọa là bây giờ ở dưới quê là tao có người tao cho tiền ăn đồ dưới hết rồi á, bây giờ thằng Vũ về dưới đó thằng rau muống, gọi con là thằng rau, gọi em là thằng rau muống, về dưới đó gặp ở đâu có người báo cáo tao và đi xe về liền, tao về tao chém chết mẹ nó. Dạ, đó những lời nói như vậy. Có nghĩa là hiện nay thì hai bên chia tay nhau rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà gọi là bạn trai của mẹ em trước đấy đúng không? Dạ. Vẫn còn hăm dọa, và đặc biệt là không phải là hăm dọa một mình em mà hăm dọa xong rồi còn đăng lên mạng xã hội. Dạ. Đó. Là từ sau cái khi chia tay là hôm nào cũng đăng, không có hôm nào không đăng hết. Đâm là, là tụi em sợ đúng không? Dạ. Không dám ở đó nữa mà buộc lòng phải di dời nhiều chỗ, đến giờ phút này là phải về thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng. Rồi em cho anh hỏi thế này nha. Mình đăng người ta lên đó mà mình hăm dọa người ta để mục đích chính là gì em? Mục đích của em là để làm gì? Mục đích là cái gì chứ em nói cho anh nghe đúng không? Là thứ nhất á, là nó bình luận vô thế này nói giờ đó em bức xúc quá là em làm như vậy thôi, chứ mục đích gì cho anh không, em nói làm gì nhưng mà mình làm như thế người ta có để làm người ta sợ đúng không? À đúng rồi, thế đến giờ phút này là người ta phải chuyển nhiều chỗ, em mới biết người ta sợ cái đó thì. Em không biết cái chuyện việc làm của nó làm Bình Dương không được, những đi chỗ khác thì nó làm sao được, em không biết cái đó là nó. Nhưng mà người ta đã phải sợ, người ta phải gì rồi nó cái việc còn cái dụng mà súng bắn gì đó là không, em không có, nó làm sao nói mình có hàng hóa gì không? Không có súng thật không? Không, em sao? Đi làm đó, em đi làm đó thì em sao? Nói mình không có, sao mình hăm dọa người ta trên vậy chị? Em dọa vậy nó nói sao chứ em biết gì, còn cái nào đăng thì dụng chụp đó thì anh có được không? Anh nói cho em nghe là cái việc quen nhau, làm nữ quen nhau là cái việc bình thường đúng không, còn sống với nhau hoặc đến với nhau nữa hay không là cái duyên. Mình không sống với nhau nữa, mình không đến với nhau nữa là mình phải chia tay đúng không? Thằng cánh mà đẹp đẽ ai này mình không có cái cuộc sống hạnh phúc mà mình, hoặc là mình không muốn đến người ta mà mình hâm người ta là nó không có tốt đúng chưa? Mà mình người ta đã không muốn chia ấy rồi, mình níu kéo người ta mà người ta không đồng ý rồi thì cũng không lên, mình không nên làm bất kể một hành vi gì đó mà vi phạm pháp luật. Còn bây giờ anh không chưa nói là em là sai hoàn toàn, nhưng anh thấy như thế là đúng, thực sự mẹ đúng câu chuyện nó có như vậy là em sai. Bởi vì anh em dù cái hành vi em chưa thực hiện đúng như hiện nay em chưa thực hiện, còn em thực hiện thì bây giờ là công an nó người ta còng đầu rồi đúng không, chứ không giờ là em không ngồi đến đâu. Nhưng mà anh muốn tốt cho em và anh muốn tốt cho hai bên là không muốn gây thù chuốc oán đúng không, và đặc biệt là anh muốn chia sẻ đây để cho em hiểu rõ về luật pháp nha. Em hăm dọa người ta để người ta sợ, hoặc là em dùng cái lời nói, hoặc là em làm cách nào đó để người ta sợ, người ta di rời, người ta chuyển nhiều chỗ, đó là em đang có dấu hiệu vi phạm nha. Mà nếu người ta tố cáo là em cũng mệt, em cũng rất nhọc đúng không, ra công an phiền phức anh nói thật. Vì vậy cho nên bây giờ anh muốn cho tụi em có cuộc trò chuyện, dù gì mọi chuyện nó cũng lỡ rồi đúng không, mình có hăm dọa hay mình có nói rồi, hay mình có chửi tục chửi thề rồi, hoặc mình cứ đăng rồi, bây giờ nó mọi chuyện đã lỡ rồi nha, thì mình phải khắc phục ở đây ấy, nha, thì mình biết sai mình phải sửa em ạ. Bởi vì bây giờ không có phải cãi tay đôi chi vậy đúng nha rồi. Bây giờ mình biết sai thì mình phải nhận lỗi, là trước đây có như thế, nhưng bây giờ thì biết được cái hành vi hoặc là những cái lỗi lầm mình lỡ làm sai thì mình xin lỗi người ta thành khẩn, mình xin lỗi người ta đàng hoàng để cho mọi chuyện này nó kết thúc ở tại đây, không muốn câu chuyện này kéo dài mất công mất việc. Mà tụi anh nói thật là tụi anh không phải đi, tụi anh đi bắt trộm bắt cướp, tụi anh đâu đi giải quyết mấy việc này chi, cho nó thực sự nó mất thời gian đó nhá. Vậy em nói lại là em tên gì? Lê Dương Phường. Phường à? Ở Phường nói mới bây giờ dù gì dù bây giờ ấy. Dạ em xin trình bày thêm một vấn đề, đó là cái giai đoạn mà hai đứa em mới chuyển về Sài Gòn thôi. Nhưng mà từ sau khi mà hơn 10 giờ hai đứa em chuyển về Sài Gòn ấy, thì chú vẫn bắt đầu đăng tiếp,
Và trước đó thì tụi em nhắn tin hay là vào bình luận là vì sao tụi em đăng lên chửi, nói là chú Phương đăng lên chửi gia đình và bản thân tụi em. Thì lúc đó tụi em vẫn đang nói chung là xưng hô là chú và con rất là đàng hoàng, làm gì nó khó khăn á. Nhưng mà đăng liên tục và định điểm á, bên người em là không có chuyện tạo nít giả. Bây giờ trên bài viết trên Facebook của chú Lê Phương chửi ông ngoại và bà ngoại, tụi em liên tục. Bây giờ anh hỏi là những cái bài viết hiện nay còn không? Dạ còn rất là nhiều. Bây giờ ngay lập tức em phải gỡ tất cả những bài đó. Em thì anh Hải kêu bỏ lại. Bỏ chưa? Bỏ rồi, anh Hải cầm máy đó. Với lại là cái chuyện chú Lê Văn Phường này điện về một chút nghĩ nó hoài. Em muốn bây giờ anh đi làm. Bây giờ anh giữ tốt em. Bây giờ anh nói lại em một lần nữa, tất cả những bài viết đó bỏ rồi, anh Hải số đó. Em phải gỡ toàn bộ không được bài viết nào. Anh Hải nó bỏ máy Hải luôn đó. Nha. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai này ngay lập tức ngay bây giờ em phải xin lỗi người ta và gọi điện cho gia đình và đặc biệt là cho bạn gái của em trước ngày xưa. Em có lời nói làm sao để cho người ta đồng tình, người ta thoải mái. Hai chẳng gọi em lúc nha. Trước em nói anh em chẳng gọi, em muốn nói chuyện đó bây giờ, gọi. Đó bây giờ này. Thôi không, bây giờ anh còn rất bận nhá. Em xí cái đoạn này thôi. Là khi mà chú điện về chú nói xấu, chú chửi gia đình là ông bà ngoại từ trên xuống dưới là chửi hết luôn. Và còn hăm dọa, thì bên cạnh đó chú điện về dưới quê, chú nói những người từ trên xóm dưới là chú điện về chú nói xấu. Chú điện về chú nói xấu là mẹ con đi nói xấu những người đó và chú từ đầu chú bịa chuyện, bịa ra chú nói những cái lời đó trong khi mẹ em không có. Rồi bây giờ này. Em gọi điện cho em đi. Anh thật những câu chuyện này nó phiền lắm. Đừng có gây thù chuốc oán chi em. Và cái lý do mà em chặn là vì chú điện liên tục luôn. Điện nó phải quấy. Mà chẳng gọi mấy đó. Đừng nói nhiều ở đây, đừng nói nhiều để anh Đừng nói nhiều, để đi. Là điện về quay liên tục cho nên mà em phải chặn những cuộc gọi đó và điện lên em. Và cái đợt vừa rồi chú điện em là chú có chú gài và chú ghi em là chú kêu bạn chú điện và chửi em trước, nói những cái lời khó nghe trước. Và lúc đó em gọi là chửi mà chửi trên chửi xuống. Mà em đang lúc giải đó em bực quá, rồi em phải nói. Vô đây đừng có nói nhiều. Thôi bây giờ này, em thấy hiện nay là cũng rất nhiều máy quay phim của các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Bình Dương. Anh muốn giải quyết cái câu chuyện này để cho hai bên một cái câu chuyện kết thúc một cách tốt đẹp, không gây thù chuốc oán nha. Okay. Bây giờ này, em thấy bây giờ là cái việc chửi lộn, chửi qua chửi lại là việc khác. Nhưng mà em làm như vậy để anh hỏi lại em, là như vậy là mình thấy là mình sai mình đúng. Em nhìn vào đây nè, em thấy là mình sai mình đúng. Đúng, sai á. Mình sai đúng không? Mình sai bây giờ mình có nhận lỗi không? Em nhận lỗi cái nào sai em nhận lỗi đúng không anh Dương? Bây giờ em quay rằng trước mắt là em xin lỗi gọi là các bạn đi. Bây giờ vụ như vậy nè, đó kể giờ chú lỡ đăng đúng không? Giờ đó chú xin lỗi đúng không? Giờ chú lỡ đâu mà có anh đây đúng không? Bây giờ anh kêu xuống đây đó. Giờ kể giờ tao nóng đúng không? Tao lỡ chú lỡ đăng đúng không? Bây giờ đây lên đá đấy đúng không? Là chú anh kêu đúng không? Là số hết này đúng, ok. Mà từ đây là đi mình cũng không thấy nữa, đúng không? Đúng rồi, đã đi lên là làm gì cái nó không liên quan tới. Điện cho những cái gọi là từ nay đi là em không được phép hăm dọa người ta. Thì nói anh là okay gì đó. Chưa? Ok. Thế còn cái việc mà chia tay nha. Cái gì nó không nói nữa, bỏ qua đây, cái bên đây. Là việc khác. Còn cái chuyện mà chú bịa chuyện gì hàng xóm. Không có nói gì chân thì từ đây. Nhưng mà nói chung là bây giờ em nhận định là tất cả em bịa chuyện hay không bịa chuyện cái vấn đề đúng đó rồi. Nhưng mà tất cả là bây giờ là em nói là em sai. Đúng rồi. Đúng chưa? Em sai đúng. Sai luôn chưa? Em nhận sai không phải. Ở đây là mình sai là mình phải nói sai. Chứ không có chuyện nào. Em nhận sai đó, em nhận sai đó. Ở đây anh em không ép. Sai là sai mà đúng là đúng. Đúng rồi. Em cái nào em sai thì em sai, nào đúng đúng, em có sai có đúng. Nhưng bây giờ em hỏi em những cái như thế là sai đúng. Thì em sai cái nào sai, em đăng gì làm sai là đúng sai. Rồi em sai đúng không? Rồi em sai em xin lỗi tất cả mọi người đi. Bây giờ Di nè, chú nè, với Vũ nè. Từ giờ chú nóng đúng không? Chú lại đăng đúng không? Giờ bên hiệp sĩ anh Hải kêu đây đúng không? Giờ tôi bậy đúng không? Giờ tôi xin lỗi hai đứa. Đây lên là có ai nói việc này nó làm không ai nói tới đây. Rồi hiện nay em phải xin lỗi gia đình người ta nữa. Gia đình người ta sẽ xem cái đó. Đó bây giờ tôi nói là chú Tư nè. Chú Tư nè với nhà nè, bồ tôi đúng không? Chú Tư nè, từ giờ tôi lỡ nó thua lỗ là tôi đăng lên tôi trên mạng xã hội đúng không? Tôi chửi đúng không? Từ đây tới là tôi không được coi ấy xì bạm nữa. Tôi xin lỗi lần này luôn đúng không? Xuống đây tới hiệp sĩ của anh Hải đây. Rồi. Rồi các anh em làm chứng nha. Rồi có anh em làm chứng, có anh đàng hoàng, anh nói đàng hoàng nha. Mẹ con nè, mẹ con nè. Rồi bây giờ chị nói chuyện mới lên người bạn của chị này. Bây giờ em nói chuyện lớn lên. Nghe nè. Alo. Nghe. Sao tỉa giờ gọi nói chuyện bãi quấy mà chặn cuộc gọi nhọc người ta nè, bà bâu thẫn thì đây tôi tới anh Hải là có chuyện có nóng có sai là tôi đăng là tôi bậy đúng không? Mình nói từ từ thôi. Nói chậm nói nhanh đâu nghe được. Nghe chưa? Bình tĩnh lại cái nào. Đừng có nói 7 tháng, không có 7 tháng. Cái bức xúc để mấy nhỏ mình không gậy la được, thì bức xúc đây là hôm nay ngày hôm nay là tôi giờ lỡ đăng phải không? Giờ xin lỗi đây rồi. Bây giờ em xin lỗi, nói rõ ràng lên, nói to lên.
xin lỗi. Anh Hải, em có lan nói ta đó những lần này đã lắm anh. Rồi. Cho ảnh bạn like lên cái máy của ảnh thì anh giờ đặng xin lỗi lại. Anh Hải lấy máy rồi đó, like gì đó. Gia đình bây giờ chứ. Ủa like gì, like đây còn like gì nữa anh? Dạ, để cho thì lấy đó rồi ok lấy đó ok đó, để giờ lại rồi giờ dạ, lẩu đi thôi bây giờ xin lỗi người ta rõ ràng đây xin lỗi bây giờ để giờ lại lại chim đúng không giờ đăng vào giờ anh xin lỗi đúng không đây tới nãy đó đây là ngày nay làm anh không làm đụng làm đúng rồi không ai thì nói chúng em làm không đụng với ai nữa em nói to lên em từ đây đi rồi nói giờ rồi từ đây đi là mình không có làm phiền gia đình không làm phiền không ai làm tay đúng này chạm tay nữa chứ rồi rồi câu chuyện là vậy rồi ok bây giờ hiện nay anh em đang quay phim nhá. Bây giờ mọi chuyện nó lỡ rồi thì bây giờ cũng không có ai làm khó ai nữa rồi, giờ từ đây trở đi là không có ai được phép gây thù chuốc oán với ai nữa nhá. Vậy nhá. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi 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 ok rồi rồi. Dạ, dạ. Và em có thêm một cái thỉnh cầu này là vì chú Phương là điền về dưới quê là bìa đặt rất là nhiều và giờ hiện tại em và gia đình đang muốn là chú Phương đính chính lại là từ trước tới giờ những cái chuyện mà nói là nói bị xấu. Đặt quay chân á. Nói con gia đình nói là... em có làm nó thấy không? Không có cái vụ livestream ta thấy thôi. Em nói em nói vậy anh bức xúc quá à. Chú từ từ để con nói cho chúng ta. Ví dụ em livestream anh ta thấy chú điền về dưới quê và chú nói thọc người này thọc người kia nói là mẹ con đi nói xấu. Có đồng chứng nữa, giờ đây có vụ đăng hình giấy có. Bây giờ anh hỏi là em này, tất cả những điều đó là em khẳng định là em không nói đúng không? Đúng rồi. Mà em không thấy đúng không? Ừ, em có đăng không à, cái này nè, cái này có nè. Người ta đây chim ta thấy như là đăng lên Facebook người ta thấy gì thôi. Chứ tôi em điện gì hàng ngày, em đi làm chứ mẹ em luôn, còn chỉ có đăng. Nhưng mà mấy cái đúng rồi, nó nói gì, nó nói lý do nó không à. Con làm gái là con có chụp lại hết. Em có nói như vậy không? Nói gì không? Em có nói là bé bạn gái, con của bạn gái là đi làm gái không? Thì em tức quá em đăng cái vụ trong đó đó một sắp đó giờ em xin lỗi còn gì nữa anh. Xin lỗi em nói to lên mọi người hiểu. Thì em nói từ giờ nè, từ giờ có lỡ có đăng giờ mày có gì nè, làm gái gì đó chú có đăng đúng không? Là từ giờ đây có bên này chỉ hồi nãy nè, tôi xin lỗi từ giờ rồi hoàn toàn hết. Là cái thông tin như thế là đăng không đúng sự thật đúng không? Thì đông đúng sự thật giờ tôi bậy giờ tôi xin lỗi anh em nè, với qua đây với coi giờ gì với Vũ nè đúng không? Đăng Dũng. Em làm như vậy là xúc phạm người ta đó. Thì đó thì em xin đó. Chuyện chú điền về dưới quê này, từ bà 7 này tới bà 9 ông bà 9. Ê bà 7 thì tổng có số điện thoại nè, không phải đó, không có số nha. Cái đó chú. Thôi được rồi. Anh Dũng bây giờ này. Bây giờ thì bây giờ dù gì thì mọi chuyện nó cũng lỡ rồi. Dạ. Mà người ta cũng thực sự là bây đúng giờ rồi. Người ta không muốn câu chuyện đúng nó phức tạp, người ta cũng xin lỗi rồi. Mà nói chuyện này là chắc chắn là nhiều người hiểu tất cả những thông tin người ta đăng là hoàn toàn không đúng sự thật. Dạ. Đúng nha, tất cả thông tin đúng. Tất cả những thông tin mà em đăng từ trước là hoàn toàn bậy. Là hoàn toàn bậy, không đúng sự thật đúng chưa? Đúng rồi, em không đúng. Rồi ok. Em xin lỗi rồi. Nha vậy nha. Rồi xin chào cô chú anh chị. Xin chào cô chú vậy rồi. Bây giờ này. Hôm nay làm hôm nay là ba em đúng không? Dạ. Từ em trai này cũng vậy, phải bỏ công việc về đây, bởi anh em mời về đây. Không về thì không được, không về đấy. Đi mà. Nha. Bởi vì anh em lại tìm tới nơi bởi câu chuyện này thực sự là anh muốn giúp câu chuyện nó rõ ràng. Làm đánh đúng luôn, đi được. Ok chưa? Dạ, dạ, ok. Hôm nay gia đình mình về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình mà chia sẻ câu chuyện này để cho mọi người cùng biết cái câu chuyện này. Dạ. Thì tất cả ba thành viên mình có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng soi không? Dạ, đúng, em đồng ý. Đồng ý ha. Dạ, dạ. Rồi để đính chính câu chuyện nha. Dạ. Rồi.